chưa nhớ nha. Vậy là chúng ta có các vị trí sau đây này. Nhắm mắt tưởng tượng là vị trí số 1 ở trên mắt của cô này là eyes. Số 2 là gì nhỉ? Ice. Ice là nước đá. Ice cream là kem. IE là tức là tất cả này là ai nhỉ? IO là lối đi. Iron là vị trí số 6, là đứng một bên là iron, một bên là island, hòn đảo. Và mới đi vào nhà thì có các item là đồ đạc. Đây, item là đồ đạc đây. Được chưa? Đi vào vị trí số 8 là item là đồ đạc. Item. Vị trí item. Số 9 là idea. Idea. Chán trí thông minh. Vị trí số 10 là idea là sự lý tưởng. Lý tưởng. Vị trí số 11 là ideology. Ideology. Ideology là hệ tư tưởng mà chúng ta đang làm chứng minh thư ấy. Sang vị trí số 10 ideology là làm chứng minh thư. Chứng minh thư là identity. Identity. Và sang vị trí số identity. Bỏ qua câu nghe. Sang vị trí số 13 là identify, động từ. Là động từ kết thúc là đuôi ai nhá. Nó có dạy các bạn em vắng thôi. Identify. Và động từ là kết thúc là đuôi y dài đấy, đuôi phai. Rất nhiều động từ kết thúc lên như thế nhá. Đuôi y vân vân. Và identified. 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 Identified là tính từ. Tính từ là thêm đuôi y đấy. Chỉ là đã xác định nhân tính nhân dạng. Động từ, tính từ đều được. Động từ đã xác định, đã nhận ra. Đây có ví dụ đây này. Và tiếp theo là identifiable. Identifiable là tính từ là có thể nhận ra. Identifiable. Sang vị trí số 14, 15 là identify. Identical. Identical. Sang vị trí số 16 là identical. Identical là vị trí số 16 nhá, là vị trí bàn tay này. Vị trí số mà identical và chạm từ là thêm đuôi ly. Identical là giống nhau, và identically là giống nhau, tương tự nhau. Identically. 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 Vị trí số 17 là tương lai. Là gì nhỉ? Sợ lây cách Covid đi cách ly cô lập. Isolated. Isolate. Vị trí số 18. Isolated là tạm trừ động từ và tính từ đuôi ed, được chưa? Bị cách ly. Isolated. Và cuối cùng vị trí số 20 đó là isolation. Danh từ là isolation. Isolate và sẽ là isolation nha, là dạy danh từ. Isolation. Danh từ này, danh từ. Cái ly cô ạ. Tiếp vị trí hour. 21 là gì? Hour là 1 giờ đồng hồ. 21 là giờ đồng hồ. Bình thường hả? Bao nhiêu giây trong 1 phút? Nào. Vậy là bao nhiêu giây trong 1 phút nhỉ? 60 giây trong 1 phút và 60 phút trong 1 giờ. Tiếp. Hour. Hour là của chúng tôi. Hours là cái của chúng tôi. Hours. Ourselves. Ourselves. Ourselves là bản thân chúng tôi. Tiếp. Out là bên. Bên ngoài. Outer là. Là gì? Oh. Cú này. Outer. Ourselves là bản thân ourselves. Tôi nhìn coi mình như là con cú. Ao là con cú. Và ounce. Nó nặng 10 ounce. 10 ounce thì ounce là 28,35 gram. Thế là 1 phần 4 của 1 lạng. Ounce. Tiếp. Out. Ao là bên ngoài. Out. Outdoor. Outdoor là bên ngoài. Tính từ. Ao kia là từ, out. Từ. Out. Yep. Outdoors. Danh từ. Tính từ đều được. Đó là ở ngoài trời, những thứ ở ngoài trời. Outline. Outline. Outer là phía bên ngoài, phía xa hơn. Outer sắp bự. Outline. Online. Online là cái gì? Outline là cái dàn ý bài văn. Hay gọi là dàn ý phác thảo nhá. Nó là dàn ý bài văn, bài phác thảo phác họa. Outside. Là phần bên ngoài, phía bên ngoài. Outstanding. Outcome. Outperform. Outcome là kết quả, quả của
Đức nó chuyển lên phụ kiện này, bởi vì nó thể outperform. Outperform. Output. Object. Trên lớp ai là dùng điện thoại? Cả lớp luôn. Ai mang điện thoại đi? Cả lớp. Vài người không mang. Lớp trung tâm à? Lớp ngũ kiện. Cả mang iPhone. Lớp ngũ kiện lớp anh Đức à? Vâng. Các bạn mang điện thoại đi à? Vâng. Object, đồ vật. Tiếp. Obligate. Object to là phản đối nhỉ? Obligate là bắt buộc, ép buộc. Obvious. Obviously. Obvious là vị trí số 39 nhá. 39 là obvious là hiển nhiên. Còn chúng ta bị ép buộc, bắt buộc học thì không bị, tức là được lên phụ kiện học ấy. Nếu mà được suy giải là lên phụ kiện học thì là trở thành một người outstanding. Một người có outcome tốt, một người có outperform tốt, có output tốt và không bị objective, nó không bị phản đối. Và có, mặc dù bị bắt học rất là nghiêm khắc nhiều bài tập, obligate, obviously, really sẽ đi với trạng từ nha. Rồi. Observation. Observation là gì? Sự quan sát đầy đủ, bởi vậy mình đi học quan sát rồi. Đấy, nếu mà học giỏi đi để mà lên phụ kiện. Odd là nhà học trường kỳ lạ, học số lẻ nhá. Oddly. Học sinh mới vừa vào học tiểu. Oddly là gì? Oddness. Office. Office là văn phòng, vị trí số 45. 46 là gì? Officer là chỉ người nhá, người nhân viên. Officer. Vị chức quan chức. Occupy. Occupy là động từ ở chiếm, hoặc là nó bằng với từ busy ấy, là bận rộn ấy, thì nó thêm ed thì chính là occupied. Occupied là bị chiếm thời gian hoặc bị chiếm xâm lược. Và ví dụ là occupier. Occupied chỉ người là người cư ngụ, tức là người ở, người chiếm hữu nha. Occupational. Occupational là gì? Nghề nghiệp là vị trí số 50. Bây giờ sang vị trí số 51 này. 51. Occupant. Occupant. Đọc tên tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Occupant. Người chiếm hữu. Occupancy. Occupancy, sự chiếm hữu. Octopus. Bạch tuộc. October. On. One up on the trang là ngày xưa nhá. Ngày xưa, ngày xưa. On hand. On. Ongoing. Ongoing, tiếp tục. Nào, tiếp tục, tiếp sau nó là từ gì? Không nhìn nữa. Online. On. Onta. Entrepreneur. Entrepreneur bằng với lại manager. Bằng với lại boss là giám đốc, director. Honor. 61. 61, vị trí số 61 là honor. Xong đến gì nhỉ? Honors. Honoredly. Opposite. Đối diện. Honor là thật thà. Opposition là danh từ sự đối diện. Operate là phẫu thuật, là làm việc. Thì operation. Operation là sự đối diện. Tiếp. Cái gì? Autobot. Tiếp. Chưa đến. Tiếp. Opportunity là cơ hội. Cơ hội là trang ở câu 68 ấy, 68 là cơ hội. Opportunity là cơ hội. Tiếp theo. Option là lựa chọn. Option là 71.
Bảy hai. Bảy hai. Bảy hai là chuyển sang chữ A rồi. Bằng vì ambitious là tên cô là ambitious, ambitious và ambitiously là tên cô. Rồi bảy tư. Abi, abi, o là gì? Archaeology là nhà khảo cổ học. Khảo cổ học xuống đến cái gì? Ok. Ok là cãi nhau rồi, các nhà khảo, nhà ok và danh từ là ok mình tiếp. Architect. Argument. Rồi, archaeology tiếp. Architecture. Armed. Em hiểu cách sử dụng tính từ chưa? Là ví dụ armed man là người đàn ông trong bộ phi nhá. Giờ tính từ sẽ đứng trước danh từ chỉ người như thế. Đây là ôn lại nào. Honor. Honest. Honest. Honestly. Opposite. Opposition. Operate. Operation. Opportunity. Option. Optimal. Arbitrary. Arbitrarily. Argue. Archaeologist. Architecture. Arm. Nào, tôi giới thiệu nhé nào. Để armpit. Arm, sau đến armpit là vị trí số 81. Armpit nghĩa là nách. Armpit là nách này. 81 là vị trí 82. Armchair. Armchair là ghế bằng. Army. Art. 84 là art, là nghệ thuật. Nghệ thuật là sinh năm 84. Chồng của sinh năm 84. Artificial. Artificial là nhân tạo. Artificial, em phải biết từ này, nhân tạo. Nhân tạo nhá. Article là bài viết, bài báo của mình. 5, 8, 6. Artist. 8, 7. Artist là nghệ sĩ, biết không? 8, 7, artist là nghệ sĩ. Article. Artistic. Thuộc về nghệ thuật. Tính từ. Artistic. Ostrich. Là điều. Abnormal. Abnormal là bằng từ unique bằng với từ only là duy nhất, đặc biệt, bất thường, khác thường nhá. Abnormality là sự khác biệt, bất thường. Abnormal là khác thường. Abnormality là danh từ. 91, 92. Absolute là hoàn toàn. 92 là vượt bỏ hoàn toàn đến xi măng một lần. 93 absolutely là bụi cây, là thêm đuôi ly vào, có một cái là chặn từ đuôi ly một cách hoàn toàn tuyệt đối. Absence, vắng mặt, cái từ này gặp nhiều đúng không? Who is absent today khi vào lớp nói absent là vắng mặt là từ đấy. Absent là tính từ. Absent là tính từ. 96 abstract là dấu trừ. Abstract là dấu trừ. Ad. Là quảng cáo, vị trí số 97. Add. Add up là cộng vào. 91. Adolescent. Ở vị trí 100. Adolescent là tuổi vị thành niên, thanh thiếu niên. Adequate. Vậy là chúng ta 91 rồi phải không? Hay là 100 rồi? 100 rồi, 101. Adequate là đầy đủ. Adequately là một cách đầy đủ. Adult là người trưởng thành. Toàn những từ em chưa biết nghĩa mặc dù nhìn quen đúng không? Adulthood. Admiration. Admiration là danh từ, của từ admire, nghĩa là động từ khâm phục. Admiration là khâm phục. Advocate. Advocacy. Là
Admiration, admiration. Từ vote ấy, vote là ủng hộ cho ông Trump ấy, vote ấy, từ vote nào? Vote là ủng hộ. Advocacy. 107 là advocacy. Advocacy, advocacy là sự ủng hộ kêu gọi. Bằng với từ donate nha, biết từ donate nào? Advertise. Rồi, 8 là advertise là quảng cáo ấy, cái từ quảng cáo mà ad, ad là quảng cáo mình hay xem khi mà đang xem cái gì nó nhảy vào ấy. Nó vẫn advertising, advertising. Danh từ sự quảng cáo quảng bá. Advertisement, advertisement. Chương trình quảng cáo, một quảng cáo. Rồi. Advertisement. Adequate. Adequate. Advocacy. Advocacy. Adequately. Adequately. Admiration. Admiration. No. Advertising. Advertising. Vậy là con đã làm sai ở câu sau. Advertise. Advertise. Làm ơ. Thế làm ơ được một vài cái gì với số nhiều. Adulthood. Adulthood. Ờ nha, tháng 10 mà không thuộc. Các tháng con chưa thuộc đi, cái con nhầm. Advocate. Advocate. Con định viết chữ đi xem, con là chẳng nhớ các tháng nha. Bây giờ thuộc lại các tháng. Lucky money là tiền họ. Lách là thiếu. The girl over. Adequate. There. Adequate. Là những cô gái ở đây có thể trượt băng. Advertising. Advertising. Advertise. Advertise. Advertisement. Advertisement. Adequately. Adequately. Adequate. Adequate. Admiration. Admiration. Advocate. Adulthood. Adulthood. Đâu lúc bây giờ được 104 đâu, cô gửi cho bố. Nó mẹ. Rồi. Adequate. Adequate.